Chính quyền tỉnh Thái Nguyên luôn lắng nghe và sẵn sàng đối thoại với các doanh nghiệp 24/7 nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh doanh. Tiếp tục là quan điểm nhất quán và xuyên suốt được đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên khẳng định tại buổi làm việc với các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn tỉnh diễn ra chiều 17 tháng 10. Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ban ngành liên quan. Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện công ty cổ phần ALK Vina cho biết, doanh nghiệp được thành lập năm 2015 là công ty cốt lõi của tập đoàn Aluco Hàn Quốc tại Việt Nam, chuyên sản xuất các sản phẩm nhôm như khung màn hình TV LCD, khung điện thoại, linh kiện pin thứ cấp, tấm pin năng lượng mặt trời. Hiện công ty đang sản xuất và kinh doanh sản phẩm cho nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Samsung Electronics, SK, Hanwha và LG. Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới, doanh nghiệp chịu sức ép lớn do biến động giá nguyên liệu, chi phí logistics tăng cao, sức ép về chính sách môi trường và các rào cản thương mại. Để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, công ty đã đề xuất với tỉnh Thái Nguyên về việc đảm bảo nguồn cung điện ổn định và đẩy nhanh quá trình nâng cấp hệ thống nước sạch cung cấp cho các khu công nghiệp. Là doanh nghiệp sản xuất ván gỗ công nghiệp MDF, ván sàn và tấm phim LPM tại khu công nghiệp Sông Công 2, hiện công ty cổ phần Đông Qua Việt Nam đã thành công trong việc tạo dựng thị trường xuất khẩu tại Mỹ và Trung Đông. Hiện nay, công ty đang gặp khó khăn bởi chưa nhận được sổ đỏ đối với 45 ha đất đã được bàn giao và vướng về thủ tục cấp phép môi trường. Công ty đề nghị tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ kết nối và cung cấp danh sách các hợp tác xã lâm nghiệp trên địa bàn để hợp tác cung ứng nguyên liệu nhằm ổn định sản xuất, tạo điều kiện hỗ trợ công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để hiện thực hóa kế hoạch tăng vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Clonix Việt Nam với dự án nhà máy điện tử Clonix Việt Nam chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho điện thoại di động và TV LCD cho biết, thời gian qua, những biến động của nền kinh tế thế giới đã tác động nhiều đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện công ty đang nỗ lực tìm giải pháp, khắc phục và mở rộng sản xuất kinh doanh. Bởi vậy, doanh nghiệp rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của tỉnh. Thông tin nhanh về kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển năng lượng Chinasola cho biết, ngành nghề chính của doanh nghiệp là sản xuất tấm tế bào quang điện và tấm module năng lượng mặt trời. Hiện doanh nghiệp đang xây dựng thêm một nhà máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Doanh nghiệp cho biết, trong thời gian hoạt động tại Thái Nguyên đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng các sở ngành của tỉnh. Tuy nhiên hiện nay, các biện pháp phòng vệ thương mại, chống bán phá giá ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty. Bởi vậy, doanh nghiệp đề nghị tỉnh có ý kiến để chính phủ có sự hỗ trợ phù hợp và kịp thời đối với doanh nghiệp. Phát biểu với các doanh nghiệp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, chính quyền tỉnh Thái Nguyên luôn lắng nghe và sẵn sàng đối thoại với các nhà đầu tư 24/7 nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh doanh nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng ổn định, bền vững, năm sau cao hơn năm trước. Đối với kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, ngay sau khi kết thúc buổi làm việc, đại diện các sở ngành liên quan của tỉnh sẽ tổng hợp và cung cấp cho công ty cổ phần Đông Qua Việt Nam danh sách các hợp tác xã lâm nghiệp trên địa bàn. Đối với các kiến nghị về thủ tục hành chính, đồng chí khẳng định trong thời gian 3 ngày, các sở ngành liên quan của tỉnh sẽ có hồi đáp tới các doanh nghiệp về những vấn đề đã đề cập tại buổi làm việc và hướng dẫn cách tháo gỡ, thực hiện. Trong thời gian 5 ngày, sẽ có hồi đáp gửi tới các doanh nghiệp về vấn đề cung cấp điện và nước sạch tại các khu công nghiệp. Đồng chí cũng cho biết, trực tiếp cá nhân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ kiểm tra, theo dõi việc giải quyết các nội dung cho đến khi các đề xuất, kiến nghị được giải quyết. Bởi vậy, các doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi có khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Chính quyền tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đồng hành để các doanh nghiệp hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và có những bước phát triển tích cực trong những năm tiếp theo.